Thiên sứ Đại đức Quốc công Tổng thống Toàn phần Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và phu nhân, với tất cả những người Việt yêu nước, thương mến Ngọc Nguyễn. Và chúng tôi xin phép được dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 2021. Chúng con và người Việt toàn cầu đồng kính lại đấng tối cao trời Phật, Thượng Đế và Hồn Thiên Sông Núi. Kính xin che chở cho chúng con, kính xin bảo vệ cho nước Việt và đồng bào thân yêu của quốc nợ của chúng con được thoát hòa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Phúc Công Tổng thống Toàn phần Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đào Minh Quân, kính yêu của chúng con và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Dạ, chúng ta đã dâng lời cầu nguyện xong. Thì bây giờ là cái giai đoạn mà chúng ta phải nghe nhiều cái thông cáo mà chính phủ đưa ra từ trước cũng có, mà chúng ta cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta biết được là cái tội ác của cộng sản như thế nào. Bữa nay thì chúng ta sẽ đọc một cái thông báo cũ. Thông báo bàn phím. Dạ, mời quý vị cùng nghe bản thông cáo bàn phím ngày 11 tháng 3, 2021. Bởi vì tất cả những tài liệu của chính phủ là không có cái nào cũ hết đó. Chúng ta nghe lúc nào nó cũng quan trọng và cần thiết cho đất nước Việt Nam cả. Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Bàn phím. Ngày 11 tháng 3 2021. Cộng sản Việt Nam là bọn ăn cắp vặt. Kính thưa đồng bào và quý đồng niệm, trước 1975, Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông,
sự thông minh, quật cường, nhưng hiền lương, thân thiện và đầu óc tháo vát, cần cầu tiến. Như là kim chỉ nam cho mọi người, từ trong gia đình cho đến học đường và ngoài xã hội, chúng ta đều cảm thấy hãnh diện vì mình là người Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ trong thập niên 1970, ngay trong thời chính chiến mà miền Nam Việt Nam theo chế độ Cộng Hòa đã chế ra xe hơi có nhãn hiệu là xe La Đà Lạt. Xe này dùng máy hai ngựa Citroen của hãng Volkswagen, không hao tốn nhiên liệu, tiện dụng và có thể cải tiến để có thể chạy trên sông, mà cho đến nay chính hãng Volkswagen cũng chưa chế ra được loại nào tương tự. Điều này chứng minh óc sáng tạo và cầu tiến của người Việt Nam đáng yêu và đáng phục biết bao. Nếu được tự do phát triển, sẽ mau chóng giúp cho đất nước và con người hội nhập dễ dàng với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nhưng sau 1975, kể từ khi gian đảng Cộng sản Việt Nam do tên giặc Tàu Hồ Chí Minh cầm đầu, giả làm người Việt, gây ra thảm họa nội chiến Nam Bắc, khiến cho trên 3 triệu người Việt phải hy sinh trong cuộc chiến, cho bọn này chiếm trọn nước ta. Từ đó đến nay đã hơn 45 năm, đất nước không còn chiến tranh, nhưng Cộng sản Việt Nam không làm được một chiếc xe vỏ xe, thì làm sao chế được một chiếc xe hơi? Chúng chỉ sản xuất được hơn 3 triệu đảng viên vừa gian tham hèn nhát mà ngày ăn cắp dọa nạt lương dân là chuyên ngành. Do đó, chúng đã biến nước ta từ một hòn ngọc Biển Đông văn minh, tươi đẹp, dân chúng có đời sống lương thiện, hiền hòa, với truyền thống tôn sư trọng đạo, có tinh thần bất khuất, anh dũng, chống ngoại xâm, có lối sống đầy văn hóa đạo đức, bà con lối xóm luôn kề cận, yêu thương, giúp đỡ nhau, nay là trở thành một nơi thối nát, đầy dãy trộm cướp, đĩ điếm, ăn mày, dân oan, dân khiếu nhiều nhất trên thế giới. Không phải chỉ bọn Cộng sản Việt Nam có nghề ăn cắp, mà nhiều nước khác cũng có, như Nhật Bản đã ăn cắp kiểu xe Ford, xe Dodge của Mỹ để chế ra xe Toyota, xe Honda, hay nước Đại Hàn đã ăn cắp kiểu TV Sony của Nhật Bản để làm ra hiệu TV Samsung, hay phone tai Nestle Ericsson của Mỹ để làm ra phone tai Samsung, vân vân, để phục vụ cho nền kinh tế nước họ và giúp cho người tiêu dùng có sản phẩm tiện nghi. Hay như anh Ba Tàu cũng ăn cắp rất nhiều sản phẩm của Mỹ, từ tàu, chiếc xe tăng hay máy bay phản lực, để chế ra chiến cụ cho tham vọng bá chủ của mình. Chỉ có anh em Cộng sản Việt Nam là do một tên thổ phỉ Tàu Cộng Hồ Chí Minh vô thần, bất lương, vô giáo dục cầm đầu, nên không phải là bọn ăn cắp, mà chỉ là bọn ăn cắp vặt mà thôi. Đây là một bọn ăn cắp vặt, vì chúng không dám nhận mình là bọn ăn cắp. Nhưng những món mà bọn đầu sỏ Cộng phỉ ăn cắp chiếm đoạt không phải là nhỏ, do chúng che đậy dưới những cụm từ mỹ miều
như nhà cầm quyền trưng dụng, trung thu thuế, quốc hữu hóa hay hợp tác xã vân vân. Và chúng đã ăn cắp dưới dạng nhà cầm quyền với bọn côn đồ trong sắc phục công an ninh để chiếm hữu biết bao tài sản, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, công ty, xí nghiệp của dân, nhưng không mang tiếng là bọn ăn cắp. Thậm chí chúng ăn cắp tiền cứu trợ, ngân khố, tiền vay mượn ngân hàng, cả cây rừng, gạch đá, chúng cũng đem về làm của riêng để xây dựng nhà, làm bàn ghế. Chỉ tội vạ cho bọn Cộng sản Việt Nam cấp nhỏ mà thôi, nhỏ như cấp đại sứ thì ăn cắp sừng tê, ngà voi, hai loại con cháu Cộng sản Việt Nam thì ăn cắp vặt trong chợ. Nên nhớ trước 1975 không có trường hợp nào người Việt bị bắt trong các siêu thị, chỉ có sau 1975 mới có. Cho nên bọn truyền thông bất lương cũng phải nói cho rõ đó là người Việt. Cộng sản ăn cắp vặt chứ không phải là người Việt Nam đâu nha. Thậm chí bọn Cộng sản còn học thêm Tàu Phù, Tô Lâm, Tô Lầm, vài tên công an, an ninh nên ăn cắp cả điện thoại di động, máy điện toán xách tay hay chỉ là vài trăm ngàn đồng Việt Nam mà chúng thu giữ của những người bị nghi can. Đáng lẽ chỉ tạm thu giữ để điều tra, sau khi trả tự do cho người ta thì phải trả lại tang vật. Nhưng bọn trộm cắp trong sắc phục công an, an ninh đã im lặng để ăn cắp vặt. Đúng là một lũ cộng sản bất lương, hành vi trộm đạo kém cỏi hơn cả những kẻ nghèo túng phải trộm chó bắt gà độ Nhật. Chúng thua xa những anh em giang hồ mã thượng. Điều đáng buồn là vì cộng sản ăn cắp vặt này lại có hình dáng giống người Việt của chúng ta, nên nhiều người ngoại quốc tưởng lầm chúng là người Việt Nam. Họ không biết nói Việt Cộng trong bề ngoài giống người Việt, nhưng đầu óc đã bị tên Hồ Chí Minh và giáo điều Cộng sản tẩy não. Chúng không những đã tàn hại người sống, phá mộ người chết, mà còn đang đi di hại cho thế hệ mai sau, từ tinh thần cho đến thể xác. Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục tàn phá đời người, đất nước, hủy hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta. Bọn ăn cắp vặt, một loại dịch cộng sản này không những chỉ giết hại vài triệu người, mà hiện nay một xứ sở giàu có, đất đai phì nhiêu như Việt Nam vẫn còn bị bọn cộng sản tàu hại gây ra nạn nghèo đói, bệnh tật, thân phận nô dịch, sống ương hèn, cúi đầu ngậm miệng đều là do bọn ăn cắp vặt cộng sản này gây ra. Mà ngay cả danh dự người Việt Nam cũng đang bị bọn này làm nhục. Nếu nước ta còn loại Việt với đầu óc cộng sản bất lương này, sẽ không có chỗ cho người lương thiện và con cháu chúng ta vươn lên, chẳng có ngày mai và cũng chẳng có tương lai. Hiện nay, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với gần 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý. Trong tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay, đang kêu gọi toàn dân trưng cầu dân ý là một loại thuốc chủng ngừa đại dịch cộng sản rất hiệu nghiệm. Chính phủ đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam
Cái vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, do dân bầu chọn, đã tuyên thệ nhận trầm nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11, 2018. Để đại diện cho toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rút phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tay sai tàu cộng, không có dân bầu lên mà không cần tiêu tốn xương máu hay là một viên đạn nào cả, là một ân điển trời ban để cứu độ cho nhân dân Việt Nam thoát cơn hòa dịch và bọn ăn cắp vặt cộng sản. Đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ trưng cầu dân ý để cùng nhau vứt bỏ những tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam này, cùi hủi mọi rợ tay sai tàu cộng như một loại đại dịch, để làm sạch đường xá để chào đón Đức Quốc Công trở về. Ngài sẽ cùng với những đồng nhiệm, những nhà ái quốc chân chính, mang đến chế độ Việt Nam đệ tam Việt Nam Cộng hòa tự do, an bình, thịnh vượng, tươi thắm cho quê hương thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc toàn dân đón chào ánh sáng Cộng hòa, yêu thương và nhân ái, cùng chung sát cánh, chung vai sát cánh với Đức Quốc Công, đem ánh sáng Việt Nam Cộng hòa trở về, mang theo an bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước ngàn năm văn hiến. Hoàng Ngọc Viễn Đông tươi đẹp ngày nào, hầu cùng tiến lên ngang hàng sánh vai với thế giới tự do văn minh toàn cầu. Trân trọng, chính văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng ta đã đọc một cái bài bàn luận về cái Đảng Cộng sản Việt Nam, nó giống như là bọn cách vặt. Và bây giờ có thêm cái tên Tô Lâm. Và cái tên Tô Lâm này nó là con cháu của Tô Định ngày trước. Vì vậy cho nên nó rất nguy hiểm hơn cái tên Hồ Chí Minh luôn. Và hiện nay hắn nắm trọn quyền bên công an, là một cái ngành mà có quyền bắt tất cả những cái cơ quan khác ngoại trừ cái tên cầm đầu thôi. Vì vậy cho nên chúng ta biết cái tên Tô Lâm này nó là không phải người Việt Nam, thì nó cũng giống y như cái tên Hồ Chí Minh, cũng không phải là người Việt Nam, thì nó chỉ muốn chiếm đất nước chúng ta và diệt chủng tộc chúng ta để mà lấy đất nước chúng ta cho cái nước Tàu của nó mà thôi, chứ đâu phải như mà ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống toàn phần Đệ tam Việt Nam Cộng hòa là người Việt Nam, là con cháu của Đức Trần Hưng Đạo, là một vị thánh mà đã đuổi Tàu về phương Bắc 3 lần luôn. Cho nên ngài mới có cái sự di truyền về cái sự thông minh của ngài với lại Đức Trần Hưng Đạo, và ngài mới có được cái quyển mà Vạn Kiếp Trường Thương Hạ để mà biết cách nào mà khắc ngự Tàu Cộng. Vì vậy cho nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sau 30 năm vẫn hiên ngang cùng Tế Nguyệt, mà bọn Cộng sản và Tàu Cộng nó không có cơ hội nào mà đụng chạm đến được, ngoại trừ mướn những cái tên mà du côn, du đảng, hay là những người mà nghèo đói khó khăn mới bán cái lương tâm của mình để mà làm cản trở cái ngày về của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, là một chính phủ chân chính duy nhất của đất nước Việt Nam hiện nay. Vì một chính phủ chân chính là phải một chính phủ do dân bầu ra, mà Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã được hơn 8 triệu người dân và được song hành với nước Mỹ
được 27 nước Liên hiệp châu Âu người ta ủng hộ nữa, mà còn được Liên hiệp quốc người ta mời xây dựng cái chương trình dân sự, là một cái chương trình mà Liên hiệp quốc người ta đã ký với Cộng sản Việt Nam, mà người ta không có tin Cộng sản Việt Nam. Và người ta cũng biết cái ngày tàn của Cộng sản nó không còn bao lâu nữa. Mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn sẽ nắm chủ quyền đất nước Việt Nam trước công pháp quốc tế và trước cái sự mà ủng hộ của người dân qua cái lượng trưng cầu dân ý. Cho nên Liên Hợp Quốc người ta đâu có cho Cộng sản Việt Nam làm cái chương trình dân sự này. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếc những cái đống tiền mà họ vơ vét được. Mà họ không thấy là 617 tỷ đã bị đông lạnh. Và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời còn có cái chương trình truy tầm tội ác cộng sản. Nhưng chúng ta không có muốn người Việt giết người Việt. Và muốn tất cả những người Việt Nam chúng ta đều là công dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên kêu gọi tất cả những người dân nên trưng cầu dân ý, ký tên là mặt mô hồ, để chúng ta đều là công dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đều được hưởng những cái đồng lương như đồng lương nước ngoài và được chia tiền tài nguyên quốc gia tùy theo cái thời điểm mình đến sớm thì mình được sớm, mình có công nhiều thì mình được hưởng nhiều, và mình đến sau thì mình được hưởng sau. Đó là cái sự tự nhiên chứ không có mà chia rẽ hay là mà có một cái sự mà không có công bình nào hết. Tất cả những người mà muốn làm công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đều phải trưng cầu dân ý và ký tên là mặt mơ hồ, chứ không phải chỉ dành cho Cộng sản Việt Nam. Và với cái lượng tiền mà nếu mà là đồng tiền chân chính của mình, ví dụ như mình lấy cái tiền của mình ra mình làm ăn rồi mình có tiền, thì cái tiền đó thì không có bị mà mất, không có bị tịch thâu. Ngoại trừ những đồng tiền nào mà của nhà nước, của người dân, coi như tất cả những tiền gì của đất nước Việt Nam đều là tiền của người dân Việt Nam chứ không phải là tiền của Cộng sản Việt Nam. Vì các anh em vào miền Nam có đem theo cái gì đâu, thấy không? Mà còn được nước ngoài người ta gửi tiền về. Tiền nước ngoài mà gửi về đó thì chúng tôi nói thì nó hơi quá đáng. Cũng như là tiền của những người hải ngoại đó là những người chủ, thì trong Cộng sản cũng nói rồi, Cộng sản là đầy tớ của người dân, cho nên những người Cộng sản là đầy tớ của những người dân Việt Nam và được thêm những người hải ngoại gửi tiền về để mà nuôi dưỡng cái bọn đầy tớ này. Chúng tôi không muốn nói nặng vì những đồng tiền này nuôi dưỡng tập đoàn Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Chưa kể tiền dầu hỏa, chưa kể tiền thế giới người ta giúp đỡ hay là người ta đầu tư gì đó, là cũng hoàn toàn người dân không được một xu nào hết. Chưa kể tên Tô Lầm này còn muốn tiếp tục giết người Việt Nam chúng ta nhanh chóng hơn và tinh vi hơn. Người dân nên biết cái quốc hội bù nhìn này là không có hợp pháp, chỉ do một nhánh của cộng đảng 400 mấy chục thằng nó cứ leo qua leo lại chứ nó không có thay đổi hay là nó không cho một người dân nào mà có cơ hội mà vào hết trơn đó. Thì bây giờ nghe nói là họ cũng đang chuẩn bị cho những người nào có thể thay thế một ít vào trong đó để cho ra vẻ là dân chủ. Chứ tại vì hồi nào bây giờ cứ mấy trăm người đó cứ ngồi lì hoài thì nó kỳ quá. Thì chắc là cũng nghe lời giáo huấn của Tổng thống Đồng Minh Quân khuyên là nên thương dân, lo cho dân, nên tự do dân chủ,
Cho nên Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng ra vẻ mình là cái người có học, biết nghe lời. Những lời huấn từ của Ngài Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đồng Minh Quân giảng dạy. Cho nên cũng thể hiện được những cái sự mà gọi là không có còn đàn áp người dân. Mời người dân lên rồi cũng cho người dân về, rồi cũng nói là đừng nói cho ai nghe. Như vậy là chúng ta thấy từ bao nhiêu năm nay Cộng sản Việt Nam không hề thay đổi. Mà từ khi mà chúng ta có chương trình FCC thì chắc anh em Cộng sản cũng có vào nghe và cũng thấy được những cái lời huấn từ vàng ngọc của Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Anh Quân là rất là đúng và rất là giá trị. Cho nên Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đã thay đổi rất là nhiều và cũng chuẩn bị rất là nhiều cái sự mà về ra điều mình là có một chế độ văn minh gì đó. Thì qua những cái lời dạy của Ngài Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân, thì nó quá chí lý đi và nó quá là có cái tinh thần dân tộc. Cho nên bây giờ là người Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu thay đổi và chắc chắn cũng đã trưng cầu dân ý, ký tên đặt mặt mơ hồ và chuẩn bị đón mừng Tổng thống Đào Minh Quân hồi hương để giải thể cái chế độ bất lương này, để mà chúng ta không có còn nhìn những người dân phải đau khổ, được tự do, được hạnh phúc và chính các anh em cũng được tự do trước Tàu Cộng nữa và cũng không có nợ nần thế giới nữa đó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi nhìn thấy những người Cộng sản Việt Nam rất là tiến bộ sau mà những cái thông cáo của chính phủ, sau mà những cái mà lời huấn từ của Ngài được đưa ra bên những cái đài của truyền thông công lý hay là cục dân vận, thì chúng tôi nhận thấy các anh em Cộng sản ngày hôm nay đã rất là tiến bộ và có nhiều sự thay đổi, chứng tỏ là mình vẫn là người Việt Nam chân chính, không có mà ăn hiếp người dân nhưng ở lúc trước nữa. Bây giờ người Cộng sản Việt Nam mời dân đến rồi nói chuyện rất là đàng hoàng thực sự và không có hà hiếp người dân. Thì trước cái sự thay đổi của các anh em Cộng sản Việt Nam đó, chúng ta cũng phải là vui mừng vì những lời huấn từ vàng ngọc của Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng đã cho anh em Cộng sản Việt Nam thấy được đâu là chính, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác. Nhưng mà chỉ còn cái phần tiền bạc đó thì chắc anh em cũng còn lo. Không biết là mình về với chính phủ rồi tiền bạc mình có còn hay không, có bị mất hay không. Thì trong hiến pháp cũng nói rồi, nếu mà những cái đồng tiền nào của mình tự làm ra đó là mình được quyền, hay là mình khai báo, khi chính phủ về mình khai báo những cái tiền nào của mình thì mình vẫn được chủ quyền. Còn những cái tiền nào mà của nhà nước, của người dân thì mình có đưa lại những đồng tiền này đó thì cũng lo cho dân tộc Việt Nam là dân tộc của mình thôi chứ đâu có mất đi đâu. Các bạn thấy nhiều nước mà sau cái chiến tranh đó, những cái người mà giàu có đó người ta còn hiến dân để người ta phụ cho vấn đề mà xây dựng đất nước nữa. Thì huống chi những cái đồng tiền mà anh em Cộng sản Việt Nam đã vô tình mà lấy của người dân hồi đó đến giờ đó, thì bây giờ mình đưa lại lên cho người dân, rồi mình cũng là người dân thì chính phủ cũng lo cho mình con cái mình thôi chứ đâu có mất đi đâu, thấy không? Chứ còn nếu mà mình không có trở về với dân tộc thì mình cũng không có giữ được cái tiền đó mà mình còn bị tù tội nữa, còn bị nguy hiểm tính mạng nữa. Chưa kể nếu mà Tàu Cộng mà nó qua được thì kể như tiêu luôn. Cho nên khi mà chúng ta không bị trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng,
là chúng ta phải mừng. Vì đây là một cái điều mà không bao giờ mà chúng ta tin được. Có một chính phủ, trong một chính phủ, không bao giờ có chuyện đó. Mà cũng không bao giờ tin được là có một người mà cứu được cả đất nước. Và thật sự chúng ta đã có. Và chính vì những người mà không có tin á, cho nên nó không đến với Đại Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chúng tôi rất là tin. Vì từ hồi bé đó là chúng tôi đã rất thích những cái phim, những cái chuyện mà nói về các bà tiên, đồ giúp mấy người khó khăn, mấy người nghèo vậy đó. Cho nên khi mà chúng tôi biết được chính phủ á, là chúng tôi tin liền. Chúng tôi biết đây là thiên sứ trời cho mẹ Việt Nam. Chứ không thì không thể nào mà cứu được hết á. Nó giống như cái nhà mình đã đi vô nó nắm hết 90% rồi, sao mình đuổi nó ra được, thấy không? Đất nước chúng ta đã qua cái giai đoạn tự trị với Tàu Cộng rồi. Bây giờ nó đang đến giai đoạn thuộc trị. Thì làm sao mà mình lấy lại được đất nước của mình đây? Nếu mà chúng ta không có Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Tướng Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, là một người rất là thông minh, rất là thần kỳ. Cho nên chúng ta nghe tiểu sử của Ngài là chúng ta mê luôn. Phải nói là một thần thoại, chứ không phải là huyền thoại. Đối với chúng tôi là tiểu sử của Ngài là thần thoại Đại Minh Quân. Và là một liều thuốc duy nhất để mà chữa trị cái bệnh nhồi sọ mà Cộng sản nó đã đưa đến cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Để mà chúng ta thấy được cái sự may mắn của dân tộc. Sau này mà khi là Ngài về rồi đó, chúng ta sẽ có những cuộn phim, những cái cuốn truyện nói về cái tiểu sử của Ngài là vui lắm. Hồi sáng nay chúng tôi nghe được một phần nào về tiểu sử của Ngài đó, hồi nhỏ đó. Cho nên bữa nay chúng tôi mới lên video trễ là vậy đó. Tiểu sử của Ngài là giống như là một cái câu chuyện dài, không bao giờ mà người con người làm được hết á. Cho nên mới gọi là thần thoại, vì Ngài cũng không phải là người thường. Nếu mà là người thường đó thì Ngài đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ngài thoát không biết bao nhiêu lần, chết một cách thần kỳ. Cho nên Ngài không phải là người thường. Ngài là thiên sứ trời cho mẹ Việt Nam để cứu nguy dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Ngài tốt hơn những cái vị thiên sứ trước. Những vị thiên sứ trước được trời sai xuống là lấy lại cái đất nước cho Việt Nam đi, là người ta xuống, người ta đuổi Tàu về phương Bắc, xong rồi người ta đi về. Còn kỳ này thì Ngài thiên sứ này đó thương người dân Việt Nam mình, cứ sao mà cứ bị Tàu Cộng nó ăn hiếp hoài à. Cho nên thay vì Ngài làm xong rồi Ngài đi về, thì Ngài không có đi về. Ngài ở lại, Ngài giúp cho dân tộc Việt Nam chúng ta, cho nó đầy đủ, cho nó cứng cáp, cho nó thiệt là tài giỏi, và có thể tự mình, không có cần nhờ cái một vị thiên sứ nào nữa trong tương lai. Đó. Cho nên mà tại sao chúng tôi mới gọi Ngài là Ngài Đại Thiên Sứ làm vậy? Là tại vì Ngài có công hơn những vị thiên sứ khác. Đó. Và tại sao chúng tôi gọi Ngài là tổng thống toàn phần? Là tại vì có một mình Ngài là Ngài dạy toàn bộ hết cho tất cả những người Việt yêu nước toàn cầu, để mà cùng với Ngài lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, mà không có ai tốn đồng bạc nào hết. Ngài cũng không tốn đồng xu nào cả. Ngài bỏ công sức của Ngài và kinh nghiệm của Ngài ra để dạy cho chúng tôi. Và chúng tôi rất vui mừng mỗi khi mà được nghe thầy dạy. Vì không phải Ngài dạy chúng tôi rồi xong, mà Ngài luôn luôn nhìn thấy những cái sai sót của chúng tôi, những cái sự mà chưa hiểu chúng tôi, để Ngài giúp
cho phải hiểu tới nơi tới chốn. Ngài tận tâm tận lực cho từng thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, và Ngài cho chúng tôi thấy được cái sự hy sinh của Ngài. Có ai mà vào sa mạc được mấy chục năm đâu. Mình bây giờ những thành viên chính phủ đó mà vào sa mạc chừng một tháng không biết chịu nổi không, chứ nói thường người ta cũng lâu là một tuần ta đến đó một lần, hay là ta ở trong đó ít lâu rồi ta cũng phải đi ra ngoài. Là bây giờ đã coi như là khang trang dữ lắm rồi đó, từ một cái sa mạc mà hoang vu lạnh lẽo nóng bức như vậy, mà cái sự thông minh của người Việt Nam của chúng ta đã biến tụ nghĩa đường gần như là một gọi là một cái thành phố nhỏ vậy đó, rất là xinh đẹp và rất là khang trang, và còn còn cải tiến hoài luôn nữa chứ không phải chỉ như vậy, để cho mà khi mà chúng ta trở về Việt Nam á, chúng ta có được một cái kỷ niệm nói lên cái sự thông minh của dân tộc Việt Nam chúng ta khi mà ở trên đất khách. Những người dân của đại Việt Cộng Hòa ra đi sau 30 tháng 4 1975, đại đa số đều thành công và có những cái nhiệm vụ quan trọng cho những nơi mà họ sinh sống, rất là danh dự cho người Việt Nam, chứ không giống như những người Việt Nam sau này mà đến các nước thì cứ làm những cái chuyện không tốt để mang tiếng. Cho nên chúng ta phải như cái bài đọc hồi nãy đó, là chúng ta phải xác nhận là Cộng sản Việt Nam chứ không phải là người Việt Nam, để cho chúng ta không có bị mà mang tiếng như vậy. Và chúng ta phải biết là cái tên Hồ Chí Minh nó là người Tàu chứ không phải là người Việt Nam, và cái tên Tô Lâm này nó cũng là người Tàu chứ không phải là người Việt Nam. Thì làm sao mà nó không cướp nước mình được, nó không tìm đủ một cách để mà nó dùng người Việt giết người Việt được, thấy không? Mà cái thời của cái tên Hồ Chí Minh lúc trước đó, là chúng ta còn trong chiến tranh, chúng ta chưa biết cái tên này là người Tàu, cho nên người miền Bắc chúng ta mới bị lường gạt như vậy. Còn bây giờ chúng ta có một vị tổng thống mà đã từng lật mặt cái tên Hồ Chí Minh này ở UNESCO, xin lỗi, ở UNESCO, đúng rồi, ở UNESCO từ năm 1989, 19 tháng 5 1989, vì bọn Cộng sản Bắc Việt muốn vinh danh cái tên này là danh nhân thế giới. Thì các bạn tưởng tượng nếu ngài tổng thống của chúng ta bây giờ mà không có lật mặt được cái tên U Hồ này đó, thì bây giờ dân tộc của chúng ta chắc không có cơ hội mà lật đổ cộng sản, vì đâu có ai biết nó là người Tàu. Mai là lật mặt được từ năm 1990 tới giờ mà còn rất ít người Việt Nam biết được cái tên này nó không phải là người Việt Nam. Rồi bây giờ nó chết rồi, đưa thêm cái tên Tô Lâm này sang, thì người dân Việt Nam chúng ta mới biết là khi họ không phải là người Việt Nam thì họ không bao giờ mà họ thương người dân Việt Nam. Vì người dân Việt Nam đâu có giết người Việt Nam ác như vậy được, cho nên nó phải đưa những cái thằng Tàu này sang. Đó là một điều mà chúng ta rất dễ nhìn thấy, mà nên không có nghe những cái gì mà Cộng sản nó nói, là cái điều mà ngài tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói cách đây mấy chục năm rồi, gần 50 năm rồi. Cho nên bây giờ nếu chúng ta muốn thoát cộng sản là chúng ta chỉ nghe những chương trình của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là con cháu của Đệ Nhị Cộng Hòa, chúng ta chỉ nghe ngài Đại Thiên Sứ Đại Tướng Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân là người Việt Nam, là cũng là con cháu của Đệ Nhị Cộng Hòa.
thì mới thương chúng ta, mới lo cho chúng ta. Các bạn thấy ngài ở trong sa mạc mấy chục năm như vậy đó, thì mới động lòng được những người yêu nước, người ta đến với ngài, chứ ngài biết ai đâu tìm. Ngài phải tự đày ải cái thân xác mình như vậy đó, thì những người yêu nước ta mới thấy, người ta mới đến với ngài. Và bất kỳ ai đến với chính phủ cũng đều phải trưng cầu dân ý và cái tên là Mặt Ma Hồ hết, không có mà cái trường hợp mà khác biệt là với ai cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi những người cộng sản Việt Nam xem có ai là đủ tài đức, đủ công, đủ sức chịu đựng cực khổ như ngài đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam hay chưa. Ngài chưa về nước mà ngài được 8 triệu phiếu rồi, thì khi mà ngài về nước thì chắc chắn là cả nước người ta đứng lên, người ta bầu cho ngài hết luôn. Tại vì những người đó là những người bị cộng sản nó bưng bít, hay là họ bị hăm dọa gì đó, họ sợ. Nhất là trên thế giới bây giờ người ta đâu có ai mà chấp nhận cộng sản nữa đâu. Thì chẳng qua là vì cái việc làm hay là vì cái đời sống thì người ta không dám tham gia chính phủ nhiều, nhưng mà trong tâm ngay cả những người anh em cộng sản cũng đã theo chính phủ rồi đó. Khi mà các anh em cộng sản đó không còn đàn áp người dân, không có còn mà hiếp đáp người dân và lực sự với người dân, tức là các anh em cộng sản đã thấy chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là đúng, cho nên các anh em mới thay đổi. Các anh em đã nghe những cái lời huấn từ của ngài Đại Thiên Sứ Lê Đức Quốc Công, tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có một người mà bây giờ có được hơn 8 triệu người rồi, và có cả một chính phủ uy tín trước công pháp quốc tế, được 27 nước Liên hiệp châu Âu ủng hộ, thì đương nhiên là đây là phải là một chính phủ chân chính rồi. Và ngài cũng công khai tuyên bố chủ quyền Biển Đông từ năm 2010. Cho nên những người ở trong nước đều nên trưng cầu dân ý hết, và đừng có nghĩ đến những cái đồng tiền bây giờ. Tại vì các sau này các bạn mà được chia tiền tài nguyên quốc gia nó còn nhiều hơn cái tiền đó nữa, mà chúng ta được sống yên bình tự do trên chính quê hương của mình. Chứ còn mình theo cộng sản làm gì, mà cộng sản mai mốt nó cũng không còn để mà theo, cộng sản nó cũng không có còn để mà theo, vì đây là một cuộc chiến giữa thánh và tà. Mà cái đến cái giai đoạn cuối là tại vì chỉ có khó một cái là người cộng sản là người Việt Nam, cho nên chính phủ phải cho một cái thời gian cho các anh em suy nghĩ lại. Chứ còn nếu mà cuối cùng thì phải sử dụng như bên Nhật đó, thì các anh em cũng không giữ được cái gì mà nó còn tai hại cho người dân. Chúng tôi chỉ còn suy nghĩ cho cái sự sống còn của dân tộc Việt Nam và những người vô tội. Nếu các anh em cộng sản không chịu thay đổi thì bắt buộc nó phải đi đến cái giai đoạn đó. Cho nên người dân phải biết là tất cả những cái sự khổ đau của người dân đều do cộng sản họ cố tình kéo dài cái chế độ này cho người dân phải khổ. Tự nhiên bây giờ mình bị Tàu Cộng nó đè đầu đè cổ mình nói mình đánh cho Nga, mình nói mình đánh cho Tàu, mà giờ phải trả nợ cho Nga, phải trả nợ cho Tàu, rồi còn phải mất nước nữa, rồi mình cũng không có yên thân nữa. Cho nên mình mới phải đi di tản khắp qua bên Mỹ, qua bên các nước tư bản, chứ sao không qua bên Tàu ở đi. Có một người cộng sản nào mà đưa con cái qua bên Tàu hay không, thấy không? Mà bây giờ mình được ở trên chính quê hương của mình được bảo vệ, mình được săn sóc, đất nước chúng ta được xây dựng sau này có những cái ngôi làng. Ngôi làng mình gọi là làng chứ không phải là bằng lá, mình coi như là từng khu vực đi, từng khu vực, rồi mình ổn định cho mà cái dân ở cái xứ nào thì ở cái xứ đó, cho người ta mới
có cái tinh thần người ta bảo vệ cái vùng đất người ta, ta xây dựng cái vùng đất người ta, và chúng ta cũng có cơ hội mà cách ly nhau từ khoảng như vậy đó, nó cũng tránh cái vấn đề bệnh tật nữa. Chúng ta có một cái chương trình tương lai cho nước Việt Nam rất là đẹp đẽ, rất là bảo đảm. Chúng ta có tiền, chúng ta có người tài, chúng ta có một cái đất nước mà trời đất cho mình mọi cái sự tốt đẹp nhất. Mà chẳng qua là mình không có người tài cho nên mình không có làm được. Rồi mình bị cộng sản, mình bị Tàu Cộng nó xúi giục, cho nên mình cứ ký hợp đồng với nước này nước kia, mà cũng phải thằng Tàu nó chịu mình mới ký được. Thì khi mà mình ký hợp đồng mà phải có lệnh của thằng Tàu, tất nhiên là mình không có còn quyền lực trên đất nước mình rồi, thấy không? Những người dân phải thấy những điều đó để mà chúng ta nhìn ra cái sự may mắn của dân tộc Việt Nam trước các nước đang chịu cái sự kìm kẹp của Tàu Cộng. Họ không có được may mắn như chúng ta. Các bạn đã được bảo vệ từ khi có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sau ngày 16 tháng 2 1991, chứ nếu không là các bạn đã trở thành Tây Tạng thứ hai từ lâu rồi. Các bạn phải biết cái chuyện đó, các bạn không còn gì để mà mất hết. Mà các bạn có cơ hội được đổi đời trên chính quê hương của mình, được săn sóc tuyệt đối với một chính phủ chân chính thương dân như con và đối xử với người dân như cha mẹ, và có cả một lượng người là thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, người ta đều là những người ăn cơm nhà lo chuyện quốc gia, thì chắc chắn người dân sẽ không bao giờ mà bị khó khăn cái gì hết trơn. Các bạn được giúp đỡ toàn bộ mọi thứ để mà chúng ta nhanh chóng trở về với dân tộc, trở về với cội nguồn của Việt Nam trên con đường phục quốc và kiến quốc. Hôm nay thì chúng tôi lên trễ là tại vì họp đó, họp lâu quá trời quá đất mà vui lắm. Tại vì mỗi lần có tổng thống vào, tổng thống dạy là coi như là ai cũng muốn nghe hoài luôn, không có chán, thích lắm. Để cho các bạn thấy là cái sự may mắn của dân tộc Việt Nam chúng ta coi như là đời trên đã giúp đỡ dân tộc của chúng ta là một, mà tổ tiên ông bà chúng ta cũng để phước lại cho chúng ta mới được hưởng cái sự hòa bình mà không có tốn hao một viên đạn gì hết, không có tốn hao, ai không ai tốn đồng xu nào hết trơn, trong khi cái thời chiến tranh tốn biết bao nhiêu tiền của không, các bạn thấy không? Mà chúng ta cũng không giữ được đất nước của chúng ta, và người dân phải chịu gần 80 năm của miền Bắc và hơn 40 năm của miền Nam và sẽ mất nước đó. Cho nên á, khi mà chúng ta không mất nước mà chúng ta còn được bình yên trên chính quê hương của mình và được bảo vệ toàn bộ, thì các bạn nên thương yêu nhau chứ đừng có mà để tâm cái chuyện gì nữa hết. Tại vì đây là có điều may mắn hết sức mà chúng ta không tưởng tượng được cho đất nước Việt Nam chúng ta. Nó còn đặt tên lên cái nước mình là cái quận Âu Lạc nữa mà, các bạn thấy không? Trước khi mà dứt lời thì chúng ta cũng đọc cái bài thơ của tổng thống. Thật ra bây giờ trong chính phủ người ta ngâm hay lắm, mình đọc mình mắc cỡ ghê luôn á. Trong chính phủ có nhiều cô đọc ngâm thơ hay lắm và nhiều người ta viết bài hay lắm, người ta đọc cũng hay lắm, mà chỉ có mình là không có biết ngâm. Mình cố gắng mình học ngâm hoài mà để xem mình có học được hay không. Thì bây giờ thử bữa nay mình ngâm thử cái bài thơ mà Vẫn Nước coi nó ra sao. Để mà chúng ta nên học ngâm những cái bài thơ và học hát những cái bài hát của tổng thống rất là hay. Nó sẽ đi vào cái con người Việt Nam chúng ta và thấy chúng ta là hãnh diện, mình là người Việt Nam. Các bạn thấy tổng thống của mình tài giỏi lắm, cho nên mới gọi là tổng thống toàn phần là vậy đó. Đường đời lòng gió nước trao giao,
dâng tấm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sáng một gánh dạ hồng đào. Tri âm cụ ước cùng chung sức, minh đạo tận dân tụ đình cao. Hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàn khao. Thôi thì bây giờ chúng ta cũng dâng cao ba lời thề son sắt là dân tộc Việt Nam bất khuất, cương thổ Việt Nam bất phân và nhân dân Việt Nam bất ly. Chúng ta kêu gọi nhau trưng cầu dân ý, vì trưng cầu dân ý là một cái liều thuốc duy nhất cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta được biết đến tự do hạnh phúc trên chính quê hương của mình, và có công giải thể cộng sản trên quê hương Việt Nam. Cái hệ thống trưng cầu dân ý là một cái sự mầu nhiệm mà bề trên cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đến nỗi cái người kỹ sư này họ làm ra mà họ cũng không dám nói là của họ làm ra nữa. Anh ta nói là anh ta ngộ ra chứ không dám nói là từ cái sự suy nghĩ của mình, cái sự cố gắng của mình mà làm ra được. Vì đến bây giờ chưa có một nước nào có hệ thống trưng cầu dân ý này hết. Các bạn thấy không? Đó. Thì chúng ta phải thấy được tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta rất là bảo đảm, vì chúng ta đã có tất cả rồi. Bây giờ chúng ta chỉ mong những người cộng sản Việt Nam thấy được cái tương lai của con cháu anh em không còn là cộng sản đó, sẽ được là một người dân của đất nước Việt Nam trong cái nền Đại Nam Cộng Hòa, thì sẽ được may mắn hạnh phúc như tất cả mọi người. Chứ nếu mà mình cứ giữ hai chữ cộng sản là con cái mình nó khổ, và đất nước chúng ta khó mà tránh được một cuộc chiến tranh tàn phá vì cái sự mà ích kỷ của những người cộng sản. Các bạn hãy quên mình đi, các bạn hãy nhìn noi gương ngài Đại Đức Quốc Công, ngài quên mình, ngài quên tài sản, ngài quên vợ con, ngài quên cả cái sự sống của mình luôn. Vào sa đà, vào sa mạc là đâu có còn sự sống đâu, thì ngài mới hy sinh được, ngài mới thấy được cái mà những cái điều mà kỳ diệu mà trời Phật cho ngài để mà ngài mới cứu được cả một dân tộc. Chúng ta hãy noi gương ngài và đừng có nghĩ cái gì cho mình hết, vì sau khi mà ngài trở về là chúng ta sẽ có tất cả, có ngài thì chúng ta có tất cả các bạn ơi. Đó, chúng tôi trân trọng kính chào ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đặng Quân kính yêu, và phu nhân với tất cả những người Việt yêu nước, cùng bạn trẻ tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bé tí. Kính chúc các bạn được sự mầu nhiệm của bề trên để mà tất cả những người dân của chúng ta đều ngộ ra mà mau chóng trưng cầu dân ý, để mà chúng ta kịp cứu những người đang bị những cái cơn bệnh nguy hiểm ở trong nước mà không có thuốc chữa. Ngay cả những cái ruộng đất cũng không có nước để mà tưới, và con người chúng ta cũng đang chịu những cái hóa chất nó đang vào mỗi cơ thể Việt Nam chúng ta, mà không khí nó cũng không có nữa. Các bạn thấy khổ chưa? Nếu mình đi đến một vùng đất nào đó để mà mình khai khẩn, nó cũng có không khí. Như nước Mỹ, ta đến một vùng đất mới, ta có, ta chỉ bỏ công ra, ta xây dựng thôi. Còn đất nước chúng ta không còn cái gì hết trơn. Thì các bạn tưởng tượng được, nếu mà các bạn trở về nhà mà thấy cái nhà mình mà nó khổ tới như vậy, các bạn có chịu nổi hay không? Thấy không? Thôi, chúng tôi thân mến chào các bạn và cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của Mục Nguyễn. Các bạn vào Thu Trinh 80 hay là Free Việt Nam Now thì các bạn sẽ thấy hết tất cả những video của chúng tôi. Vì bây giờ chúng tôi lên thì không có cần mà các bạn coi trực tiếp nhiều, tại vì nó không có đúng giờ đó. Nhưng mà
các bạn sẽ tìm thấy trong Thu Trinh 80 hoặc là Free Việt Nam Now, là ngày nào chúng ta cũng có video trong đó đó. Bye bye.